Những ngày qua, nhiều bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang, thậm chí còn bị nhiễm trùng vì không biết cách xử lý như thế nào khi gặp phải. Cứ đến mùa mưa, người dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành sống ở các khu dân cư, nhà cao tầng lại bị kiến ba khoang tấn công. Đây là loại kiến bên trong cơ thể có chứa độc tố Bedrin, chất có độc tính rất mạnh, gấp 12 đến 15 lần nọc của rắn hổ. Chỉ cần bị dịch trong khoang bụng kiến dính vào da, ngay lập tức vùng da đó bị nổi mảng đỏ thành vệt, như mụn nước hoặc có mủ nhỏ li ti ở giữa. Nặng hơn, sẽ thấy da hơi lõm vào, màu vàng nâu, loét. Hiện nay, nhiều người dân vẫn chưa biết cách xử lý như thế nào khi gặp phải, dẫn đến tình trạng vết thương, khiến nơi tổn thương lan trọng, nhiễm trùng, mừng mủ. Trong con kiến ba khoang, nó sẽ có chứa một cái thành phần là cái độc tố. Độc tố này có tên là độc tố Bedrin. Thì mình có thể hiểu nôm na là cái độc tố này nó độc hơn độc tố trong cái nọc của rắn hổ mang khoảng tầm 10 đến 15 lần. Thì chính vì cái sự độc tố của nó rất là mạnh nên nó vẫn có thể gây ra những yếu tố viêm nhiễm cho cái bề mặt da của chúng ta. Và chính yếu tố viêm nhiễm này nó có thể dẫn đến những hàng loạt những cái diễn tiến sau đó. Ví dụ như là những cái tình trạng đau rát khó chịu là cái nhẹ nhất, hoặc là những tố nếu chúng ta chăm sóc vết thương không đúng cách, nó có thể hoàn toàn dẫn đến tình trạng nhiễm trùng, bội nhiễm kéo dài sau đó. Và lúc này yếu tố nhiễm trùng nếu nó lan tỏa quá rộng, nó có thể gây ra cái tình trạng là nguy hiểm cho cái sức khỏe, cho cái tính mạng của cái người bệnh nhân. Thì cái sự nguy hiểm của kiến ba khoang nó chỉ không chỉ đến bằng cái việc là kiến nó bò trên bề mặt da của chúng ta, mà đôi khi ví dụ như khi nó bò lên, chúng ta cảm thấy nóng rát và vô hình chung chúng ta dùng cái tay trần chúng ta đập con kiến, và quá trình đập đó có thể làm cho cái kiến nó vỡ ra và máu của nó có thể, hoặc là những cái dịch trong cơ thể nó có thể nó lan rộng ra và cái làm cho cái vết thương chúng ta sẽ càng lan rộng. Bản chất của kiến gọi là viêm da cho kiến ba khoang, nó là viêm da tiếp xúc kích ứng do cái độc tố nó gây ra, nên biểu hiện của nó là một tình trạng thứ nhất là xuất hiện những cái nốt đỏ, những cái sẩn đỏ trên bề mặt da, báo hiệu là da mình đang bị viêm. Và tùy theo cái giai đoạn, cái thời gian mà kiến nó bò trên bề mặt da của chúng ta mà cái biểu hiện nó có thể nó sẽ khác nhau. Ví dụ như trong vòng khoảng 2-3 tiếng thì chúng ta sẽ cảm thấy cái vùng da đó nó rát, nó ngứa, nó khó chịu. Nhưng mà kéo dài đến giai đoạn khoảng 6-8 tiếng, thậm chí 10 tiếng, chúng ta thấy vùng da đó bắt đầu nó đỏ lên. Nó đỏ lên và nó sẽ biểu hiện theo cái đường đi của cái dịch của con kiến ba khoang nó tiết ra. Nếu mà thấy cái da chúng ta nó đã đỏ rát mà chúng ta thấy được con kiến ba khoang, lập tức chúng ta phải đi rửa nước ngay lập tức. Và sau đó chúng ta sẽ phải đi bôi những cái thuốc, và có thể bôi một cái corticoid nhẹ để chúng ta bôi, và có chứa thêm thành phần kháng sinh để chúng ta bôi lên, để chúng ta giảm ngay cái tình trạng viêm da. Nếu chúng ta gặp kiến ba khoang xuất hiện ngay trong nhà của chúng ta thì chúng ta sẽ phải rất là cẩn thận khi chúng ta di dời con kiến đi. Chúng ta có thể dùng những cái giấy để chúng ta cho nó bò lên giấy, và chúng ta sau đó chúng nhất tờ giấy chúng ta đem bỏ vào cái bịch, bịch ni lông mà chúng ta cột thật là kín để cho nó không phát tán ra bên ngoài môi trường. Thì kiến ba khoang bản chất nó là côn trùng nên chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái thuốc xịt côn trùng hoặc là những cái nhang khử côn trùng để chúng ta có thể bảo vệ khu vực mà chúng ta đang sống. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải rửa sạch, tại vì bản chất của kiến ba khoang nó là độc tố, chúng ta sẽ phải rửa sạch cái độc tố. Và sau đó thì nếu mà vết thương nó khó hình thành thì chúng ta sẽ phải là tốt nhất chúng ta nên đi khám tại những cái phòng khám gọi là bác sĩ da liễu, thì bác sĩ sẽ cho mình những cái thuốc uống và thuốc bôi để mà về mình điều trị đúng cách, và tuyệt đối tránh chúng ta sử dụng những cái gọi là chúng ta ra nhà thuốc tây chúng ta mua thuốc, hoặc là chúng ta điều trị theo những cái gọi là biện pháp mà nó không rõ ràng á, chúng ta bôi những cái thuốc không rõ ràng thì vô hình chung nó có thể làm cho quá trình nhiễm trùng có thể xuất hiện và lan rộng, có thể gây ra những cái biến chứng nặng nề không mong muốn. Ví dụ như là cảm giác đau rát, hình thành những cái bọng nước rộng và bội nhiễm, và có thể hình thành những cái sẹo sau đó.